Mến chào các bạn đến với kênh YouTube Người Phục Vụ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta học bài 2 của nghệ thuật sống. Đó là những điều chắc chắn bạn sẽ hối tiếc cuối đời. Các bạn thân mến, ở những giây phút tồn tại cuối cùng của cuộc đời, con người mới nhận ra rằng mình thật ngu ngốc khi đã không làm những công việc đơn giản như thế. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng giá trị đã bị chúng ta bỏ quên hay không dám làm khi mình còn khỏe mạnh, mà thay vào đó là chạy theo những tham vọng của vật chất, danh vọng và đam mê thú vui xác thịt. Bạn thân mến, bạn có biết khi trên cơ thể còn vương lại những nhịp thở cuối cùng, con người ta sẽ hối tiếc và trăn trở về những điều gì nhất không? Nếu bạn biết được những điều này, bạn sẽ có thể thực hiện nó ngay từ bây giờ để không phải dẫm lên con đường cũ của họ nữa nhé. Các bạn thân mến, nhiều năm chăm sóc và gần gũi với những bệnh nhân nặng ở giai đoạn cuối, nữ y tá Cornwell, người Australia, được nghe họ kể những điều trăn trở và hối tiếc vì đã không làm được khi còn khỏe mạnh. Tất cả ký ức từ những cuộc trò chuyện trên được nữ y tá này đưa vào cuốn sách vừa xuất bản mang tên The Chastisements of the Dying, tạm dịch là 5 điều tiếc nuối nhất của người đang hấp hối. Trong đó, nữ y tá đã diễn tả rất cặn kẽ về những điều mà người ta phải đối diện khi ở vào giai đoạn cuối đời. Qua đó, mỗi người chúng ta có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Sau đây là 5 điều hối tiếc phổ biến nhất mà đa phần người ta đều nói rằng họ muốn thay đổi nếu như họ được chọn lựa lại. Điều tiếc nuối thứ nhất là: tôi ước gì đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình. Các bạn thân mến, nhiều người luôn kìm nén cảm xúc của mình chỉ vì muốn là dĩ hòa vi quý đối với mọi người. Hệ quả là họ phải sống một cuộc sống tầm thường, thinh lặng, ngậm đắng, nuốt cay, sống để bụng chết mang theo và sống thui thủi không muốn thổ lộ cảm xúc với một ai khác. Và từ đó, họ không trở thành người như họ thật sự mong muốn. Nhiều người vì thế mà bị ức chế, phẫn uất dẫn đến bệnh tật, tinh thần cả thể xác. Điều tiếc nuối thứ hai đó là: ước gì tôi để bản thân mình được sống hạnh phúc hơn. Đây là điều tiếc nuối phổ biến. Thật ngạc nhiên bởi nhiều người đã không nhận ra điều này, rằng cuối cùng hạnh phúc là một sự chọn lựa. Họ bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu và những thói quen cũ. Nó tạo cho họ cảm giác thoải mái giả tạo vì nỗi sợ hãi phải thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống để tìm được hạnh phúc, khiến cho họ phải sống giả vờ, sống giả tạo với mọi người và với chính bản thân của họ. Điều tiếc nuối thứ ba các bạn thân mến, đó là: tôi ước gì mình đã không làm việc quá cật lực. Các bạn thân mến, đây là điều thổ lộ từ những bệnh nhân mà tôi đã từng chăm sóc. Họ đã bỏ lỡ tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, sức sống của con cái, của chính mình, cũng như trong các mối tương quan vợ chồng hay ngoài xã hội. Hầu hết các bệnh nhân ở cuối đời mà tôi chăm sóc đều giải bày sự hối hận sâu sắc vì mình đã bị lôi cuốn vào vòng xoáy công ăn việc làm để mưu sinh mà không cần gì đến các mối tương quan người với người, tình cảm người với người từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Để rồi giờ đây cuối đời không có ai bên cạnh, thật hối tiếc và buồn thay. Các bạn thân mến, điều hối tiếc thứ tư đó là: ước chi tôi có đủ can đảm để sống một cuộc đời đúng nghĩa là của mình, chứ không phải là cuộc đời mà mọi người mong muốn cho tôi. Các bạn thân mến, lý giải về điều này, tác giả là nữ y tá đã viết: đây là điều hối tiếc nhất của tất cả mọi người, khi mà con người ta nhận ra rằng cuộc đời mình sắp kết thúc và nhìn lại rõ ràng mọi thứ đã qua đi.
thật dễ dàng nhận ra cả một nửa những ước mơ ấy vẫn chưa thực hiện được, cho đến khi phải nhắm mắt xuôi tay, cho dù bản thân họ đã chọn lựa như thế. Chẳng hạn, sức khỏe mang lại tự do, nhưng chỉ có ít người nhận ra cho tới khi nó mất đi. Điều hối tiếc thứ năm, các bạn thân mến, đó là giá như tôi vẫn giữ được liên lạc với bạn bè, với người thân của mình. Các bạn thân mến, theo nữ y tá Prony cho rằng, thông thường người ta không nhận ra tầm quan trọng và giá trị thực sự của những người bạn, những người thân bên mình cho đến thời điểm vài tuần lễ trước khi chết. Song lúc đó thì họ không thể tìm lại được nữa. Những người đã quá mãi mê vung vén cho cuộc sống riêng của mình mà quên đi mối dây giao kết với bạn bè, với người thân. Cũng có nhiều người hối tiếc sâu sắc vì đã không dành thêm thời gian và những nỗ lực đáng kể, đáng có cho bạn bè và người thân xung quanh mình. Và cô nữ y tá đã nói rằng hầu hết tất cả những người sắp qua đời đều nhớ đến bạn bè, người thân ngay lúc đó. Các bạn thân mến, sau đây là đôi dòng suy nghĩ và nghệ thuật sống cho mỗi người chúng ta. Bạn có thấy mình đang làm những việc mà chính họ đang hối tiếc không? Nếu có thì bạn hãy tự cảm thấy hạnh phúc vì mình đã được biết đến những thông tin này từ cô y tá đầy tình người này nhé. Còn nếu thiếu sót những điều trên, bạn hãy giúp mình biết thoát khỏi những sai lầm đó để bạn không phải lặp lại những điều hối tiếc như họ bạn nhé. Bạn ơi, cuộc đời là của chúng ta và chỉ mỗi người mới biết được mình cần gì từ cuộc sống và từ những người chung quanh. Nếu khi ta bước vào cuộc đời, khi đứng giữa những chọn lựa khác nhau của cuộc đời, những ngã rẽ, những quyết định khiến chúng ta phải kiên quyết mới giành được quyền quyết định và thực hiện nó. Một người ca sĩ hát rong đã nói với một vị linh mục rằng, cả cuộc đời con đã dùng tiếng hát để nuôi dưỡng 6 đứa con của con, và ao ước lớn nhất của cuộc đời là đi khắp nước Mỹ để biểu diễn những bài ca mình yêu thích, và con đã làm được. Thế nên, con chẳng có gì phải hối tiếc. Các bạn thân mến, sống và làm những việc bạn muốn, đó chính là nghệ thuật sống, và không phải hối tiếc bất cứ điều gì khi mình sắp phải lìa đời. Bạn thân mến, đời người có rất nhiều việc ý nghĩa cần phải làm. Thế nhưng khi sống, chúng ta lại lãng quên nó, hoặc nghĩ rằng để sau này làm cũng được. Nhưng ai biết rằng sau này sẽ thế nào, liệu ngày mai bạn còn tồn tại không? Việc đã muốn làm đừng để sau này, đừng đợi đến những giây phút cuối đời rồi mới cảm thấy nuối tiếc. Vậy chúng ta cần tạo cho mình một nghệ thuật sống qua 7 điều này bạn nhé. Thứ nhất, đừng buồn những sai lầm của bạn. Bạn thân mến, phàm đã là con người ai cũng sẽ ít nhất một lần mắc sai lầm. Không ai là không có lầm có lỗi, không ai là người hoàn hảo cả. Đừng buồn khi bạn mắc sai lầm, đừng suy nghĩ quá nhiều về chúng, bởi chính những sai lầm đó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm sống để bản thân không phải tái phạm lầm lỗi đó nữa. Đừng nhìn vào lầm lỗi của bản thân để rồi bạn phải luôn trong tình trạng mặc cảm tự ti. Hãy bỏ qua tất cả, tin tưởng vào bản thân để có thể sửa chữa. Hãy biết nói lời xin lỗi và tha thứ cho chính bản thân mình, vì tha thứ cho chính mình chính là cách khiến cuộc sống trở nên thoải mái, tự tin và đáng sống. Nghệ thuật sống thứ hai, đó là đừng ngồi đó mà chờ đợi cơ hội. Bạn thân mến, đừng nghĩ rằng cứ an phận thủ thường để chờ đợi cơ hội thay đổi cuộc đời. Chờ đợi không phải là cách tốt nhất. Cơ hội là do bạn tạo ra, đừng chờ đợi, vì chờ chẳng biết đến bao giờ. Năm tháng qua đi và chẳng thể nào lấy lại được. Chờ đợi hoài phí tuổi đời, phí thời gian quý báu của bạn.
hãy dám thể hiện bản thân, đưa ra ước mơ, dám thực hiện ngay ý tưởng, ước mơ của mình và nó sẽ trở thành hiện thực. Làm mọi thứ để thực hiện hóa chúng bạn nhé. Vì chân rất ít cơ hội từ trời rơi xuống lắm. Đừng chờ đợi nữa mà hãy tự mình tìm kiếm đi và thực hiện nó nhé. Con người sống mà không có ước mơ, không có hoài bão, không có ý tưởng, không có lý tưởng sống thì còn gì là thú vị. Chẳng có mục tiêu để theo đuổi thì cuộc sống trở nên thật vô nghĩa và tẻ nhạt. Mỗi ngày trôi đi là một vòng tròn, không có gì thay đổi thì không có gì thú vị. Không có gì thú vị, điều đó khiến tâm trạng bạn uể oải chán nản. Sống như vậy chỉ tồn tại mà thôi và sống không có ý nghĩa gì. Hãy thay đổi bạn nhé, đó là một nghệ thuật sống nữa. Nghệ thuật sống thứ ba, các bạn thân mến, hãy làm việc thiện khi có thể. Bạn thân mến, khi càng lớn tuổi người ta càng suy nghĩ về cuộc đời, về cộng đồng nhiều hơn. Người ta trách bản thân khi còn trẻ, khi còn khỏe mạnh, đã không dám xông pha tới những nơi khó khăn, gặp những người cần giúp đỡ. Rồi khi về già hay là khi bệnh tật ốm đau mới cảm thấy rằng mỗi việc làm phúc đức sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái và tâm thái bình an hơn. Họ hiểu rằng sống đến giờ này, tuổi này rồi, nếu có thể hãy tích phúc đức cho con cháu, cho chính mình. Vì thế họ không ngại để bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức ra để làm từ thiện. Thế nhưng khi tuổi già sức yếu, họ không thể trực tiếp tham gia được nữa, chỉ có thể gửi của cải vật chất để làm từ thiện. Bạn thân mến, đừng đợi đến khi tuổi già yếu sức đi rồi mới suy nghĩ thấu đáo được ý nghĩa của việc làm từ thiện bạn nhé. Khi còn tuổi trẻ, còn mạnh khỏe, còn sức, còn thân thể lành lặn, hay dù có khuyết tật nhưng có khả năng được thì bạn hãy làm từ thiện đi nhé. Đừng ngại dấn thân vào việc từ thiện, hãy mở lòng bao dung với tất cả mọi người. Đó là nghệ thuật sống để bạn được hạnh phúc ngay đời này và có đức mai sau. Nghệ thuật sống thứ tư, đó là hãy làm những điều bạn thích. Bạn thân mến, hãy nhìn lại cuộc sống hiện tại của bạn. Bạn đang theo học một ngôi trường có theo sở thích của mình không? Hay là bạn phải theo sự sắp xếp của người lớn? Bạn đang sống theo khuôn khổ của cha mẹ hay là của một ai đó không? Bạn đang làm một công việc theo ý muốn mình không? Hay là bạn bị ép buộc? Vân vân. Lúc đó bạn cảm thấy rất nhàm chán, không muốn phấn đấu. Và nếu có làm thì mọi thứ ấy chỉ đạt ở mức hoàn thành mà thôi, không cố gắng nữa và không có thích thú gì. Điều đó khiến bạn cảm thấy thật chán nản và tẻ nhạt. Bởi vì mỗi ngày sống theo ý muốn của người khác quả là mệt mỏi, đúng không các bạn? Bạn thân mến, đời người chỉ sống chỉ có một lần, thì hãy sống thế nào để mình cảm thấy thoải mái, tươi vui, hạnh phúc nhất. Cho nên bạn hãy làm việc mình muốn, làm những việc mình ưa thích bạn nhé. Tự khắc lúc đó bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa và không hối tiếc mai sau nữa bạn nhé. Nghệ thuật sống thứ năm, đó là đừng nhút nhát. Bạn thân mến, vì nhút nhát nên bạn đã từng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cuộc sống như vậy sẽ bị tụt lùi về phía sau. Còn những người khác mạnh dạn, dám nói, dám làm nên họ thành công. Khi ấy bạn chỉ còn tiếc nuối ngẩn ngơ, chẳng thay đổi được gì. Đó là khía cạnh của sự nghiệp. Còn tình yêu cũng vậy, nếu bạn nhút nhát không dám bày tỏ lời trong lòng, không dám dùng hành động quan tâm tới người khác, và rồi người bạn thương ấy sẽ bị chinh phục bởi người khác, bạn tiếc nuối thật. Vì thế hãy khắc phục tính nhút nhát của bạn nhé. Và nghệ thuật sống cuối cùng, đó là hãy chăm sóc, bảo vệ và rèn luyện cơ thể. Bạn thân mến, khi còn sống, bạn hãy chăm sóc, bảo vệ, rèn luyện cơ thể của bạn nhé, vì sức khỏe là vàng mà. Bạn thân mến, thực tế đã chứng minh thấy rằng
Nếu bạn chịu khó chăm sóc, bảo vệ và rèn luyện sức khỏe, kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh, bạn sẽ mạnh khỏe hơn, sống lâu hơn và tươi trẻ hơn. Sức khỏe là quan trọng nhất. Hằng ngày, hãy chăm sóc rèn luyện sức khỏe. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, đáng sống hơn và cuối đời sẽ không bao giờ hối tiếc. Đó là nghệ thuật sống. Các bạn thân mến, thời gian trôi qua đi rất nhanh. Đời người cũng vậy, không phải ai cũng ý thức được điều này để sống một cuộc đời không hối tiếc. Nhiều người khi sắp từ giã cuộc đời vẫn còn tiếc nuối bởi vì họ đã sống một cuộc đời vô vị, tẻ nhạt và không có nghệ thuật sống như thế. Tại sao khi còn khỏe mạnh không sống với những điều mình muốn, không tạo nên những nghệ thuật mà mình sống, để bây giờ ngồi đó mà hối tiếc? Còn bạn thì sao các bạn thân mến? Bạn đang sống một cuộc sống như thế nào? Bạn có chắc rằng sau 20 năm, 30 năm hay 50 năm nữa, bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc vì cách sống của bạn bây giờ đã thay đổi, đã có mục đích, đã có lý tưởng sống và có đầy nghệ thuật sống cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Chúc các bạn thành công và có một cuộc sống cao đẹp, đầy ý nghĩa nhé. Mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn bài sau.